Chính Nguyễn XM xin kính chào quý vị anh chị và tất cả các bạn này. Hôm nay chính xin chia sẻ là đây là toàn bộ bộ côn Liverpool của xe Aplep năm sản xuất 2014 này. Led này là led 125 này. Đấy, đây là cái đầu đèn pha này. Đấy. Đây là cái côn này chỉnh tháo ra kiểm tra thì bị cháy tím luôn. Đây là cái chuông côn sau này. Đây là cái bát côn trên này. Đây là dây bu loa này. Đấy. Cái chuông này là lâu ngày không tháo ra bảo dưỡng xe cho nên là cái chuông này nó do ma sát ở cái bố côn ấy. Nó ra nhiều cái ma sát cho nên là nó làm cho cái chuông côn này cháy tím mà luôn. Đấy. Xe này là quý khách hàng đi là bảo tình trạng xe là đi tay ga là ga lên là nó giật cho nên là chỉnh tháo ra kiểm tra và kiểm tra phần côn thì xe ga thì nó là côn khô cho nên là nhà quý khách hàng có những xe ga thì cứ nếu đi nhiều thì cứ 6 tháng tháo bộ côn khô này ra bảo dưỡng một lần để thổi hết những cái bụi ở trong bộ côn khô Liverpool để cho bộ côn Liverpool Jaguar và ba bộ côn và chuông côn chạy được đảm bảo. Xe sẽ chạy tốt hơn và cái chuông côn này sẽ không bị cháy tím như thế này, như xe này. Đấy, xe này thì năm sản xuất thì 2014. Chính Nguyễn XM xin dừng đoạn video clip ở đây. Xin cảm ơn quý vị anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video clip của Chính Nguyễn XM. Hẹn gặp lại quý vị anh chị và tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.